Tretinoin và BHA là cái sản phẩm mà bác sĩ Ngọc nhận được câu hỏi gần như là nhiều nhất mỗi ngày. Em có dùng được Tretinoin không? Em có dùng được BHA không? Em có kết hợp được Tretinoin và BHA không? Và các bạn thường hỏi bác sĩ Ngọc rất là nhiều như vậy. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng xem là cách kết hợp giữa Tretinoin và BHA như thế nào nhé. Xin chào cả nhà, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Ngọc. Và trước khi đi vào chủ đề chính thì bác sĩ Ngọc muốn mời các bạn, những ai mới đến với kênh YouTube lần đầu tiên, các bạn sẽ tham gia vào trong group skincare khoa cùng bác sĩ Ngọc này, để chúng ta có thể trao đổi với nhau rất là nhiều, 140.000 thành viên thoải mái mà hỏi nhau luôn. Và ở trong fanpage VS Nguyễn Ngọc thì các bạn có thể là thêm nhiều bài đăng của bác sĩ Ngọc và có thể trao đổi trực tiếp với bác sĩ Ngọc. Thì với video ngày hôm nay về chủ đề kết hợp giữa Tretinoin và BHA thì bác sĩ Ngọc sẽ có hai phần. Phần đầu tiên đó là những tình trạng da như thế nào thì nên dùng Tretinoin kết hợp với cả BHA. Và phần thứ hai đó là cách kết hợp cụ thể như thế nào. Và phần đầu tiên sẽ là những vấn đề da nào thì sẽ có thể dùng Tretinoin kết hợp với cả BHA. Thì đầu tiên đó là những bạn gặp phải tình trạng da là da dầu hoặc là hỗn hợp dầu mà muốn cải thiện về cái kích thước của lỗ chân lông và cái bít tắc ở trong lỗ chân lông. Thì chúng ta biết rằng là khi mà kết hợp giữa Tretinoin và BHA ấy, thì hiệu quả tăng cường của cái việc là bạt sừng bong vẩy này và tẩy tế bào chết ấy, thì nó sẽ càng trở nên là hiệu quả hơn, và những cái cồi mụn bít tắc ấy, nó sẽ được nhanh chóng đưa ra bên ngoài và giải phóng cái bít tắc ở trong lỗ chân lông. Và hơn nữa là cái BHA nó có thể là giúp chúng ta kiểm soát cái bã nhờn dầu thừa, thì nó rất là phù hợp với cả những bạn nào mà có tình trạng da dầu và lỗ chân lông to và bít tắc. Tiếp theo số 2 đó là những bạn nào mà muốn chống lão hóa cho da và kích thích tăng sinh collagen, thì cái việc chúng ta sử dụng những cái tẩy tế bào chết ấy, tẩy tế bào chết vật lý hoặc là hóa học, thì nó cũng sẽ đều là một cái để cho da chúng ta được kích tăng sinh đều đặn hơn và làm mới tế bào tốt hơn. Và cái việc mà sử dụng Tretinoin thì chúng ta sẽ có thể là ức chế cái việc mà mất collagen này, hạn chế việc mất collagen này và kích thích tăng sinh collagen nhiều hơn nữa. Chính vì thế cho nên là nó giúp chúng ta là chống lão hóa cho da và cải thiện những cái nếp nhăn ở trên da. Và cái vấn đề số 3 đó là những bạn mà gặp phải tình trạng là mụn nhiều ấy, thì các bạn vẫn có thể sử dụng Tretinoin kết hợp với cả BHA để trị mụn. Tuy nhiên chúng ta hãy kết hợp thêm với cả những cái nhóm mà có khả năng là giảm viêm tốt hơn, kháng khuẩn tốt hơn. Ví dụ như là benzoyl peroxide này, azelaic acid này và kháng sinh bôi. Vậy thì những cái vấn đề da đó là chúng ta có thể sử dụng được Tretinoin với cả BHA. Và cụ thể là kết hợp như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần 2 nhé. Và bác sĩ Ngọc sẽ chia ra làm hai phần nhỏ ở trong phần này, đó là dành cho những bạn nào mà có nền da khỏe và một phần là dành cho những bạn nào mà có nền da khá là yếu và nhạy cảm. Thì nếu như các bạn may mắn mà có một cái nền da khá là khỏe, chưa từng bị tổn thương bởi những cái thủ thuật sai cách này hoặc là kem trộn này, rượu thuốc này, thì chúng ta có thể là có cái nền da khỏe, chúng ta có thể kết hợp Tretinoin và BHA ở cùng một cái đợt, một cái thời điểm. Và cái sự lựa chọn cái nồng độ của sản phẩm ấy, thì BHA chúng ta có thể lựa chọn 1-2% hoặc là cũng có thể cao hơn. Và có một số bạn thì da khỏe các bạn có thể dùng cái dạng BHA mà trong cái nền cồn, không cồn cũng được, hoặc là các bạn có thể dùng cái nền cồn nếu như các bạn mà da các bạn khỏe. Còn đối với cả Tretinoin thì chúng ta có thể là những bạn nào mà nền da khỏe rồi, chúng ta có thể là bắt đầu với cái nồng độ là 0.05%. Và lựa chọn về cái nồng độ là như vậy. Tuy nhiên là cái cách kết hợp của nó cũng rất là quan trọng, bởi vì lựa chọn sản phẩm đúng mà không biết kết hợp đúng ấy là cũng có thể khiến chúng ta là không đạt được hiệu quả mà lại gây tổn thương da. Vậy thì tần suất thế nào đối với cả những bạn mà có nền da khỏe? Thì trong cái tháng đầu tiên mà chúng ta sử dụng ấy, chúng ta có thể dùng cùng lúc là BHA và Tretinoin luôn trong cùng một cái đợt tháng đầu tiên đó. Tuy nhiên là chúng ta sẽ dùng với một cái tần suất rất là thưa thôi. BHA có thể là từ 1-2 lần một tuần thôi. Còn Tretinoin chúng ta có thể sử dụng từ khoảng 2-3 lần một tuần ở trong cái tháng đầu tiên thôi. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng là BHA vào ngày thứ 2 và ngày thứ 5, thì Tretinoin chúng ta có thể sử dụng là ngày thứ 4 và ngày chủ nhật chẳng hạn. Tức là chúng ta sẽ dùng một tuần 1-2 buổi BHA và 2-3 buổi Tretinoin, và chúng ta cách nhau ra như vậy, chúng ta không dùng cùng vào một ngày với nhau. Và sau cái tháng đầu tiên mà chúng ta đã sử dụng hai cái sản phẩm này không cùng một ngày và với cái tần suất thưa trong một cái tháng đầu tiên mỗi tuần, thì chúng ta sẽ, khi mà chúng ta quen hẳn, không còn cái cảm giác mà rát, đỏ, khô, châm chích gì hay là bất kể cái ngứa khó chịu gì, thì lúc này chúng ta mới tăng dần từng loại lên. Có thể là tăng dần là bây giờ là một tuần đang bôi 5 ngày chút mụn chẳng hạn, có 2 ngày là BHA và có 3 ngày là Tretinoin chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta sẽ tăng lên là full tuần, tức là ngày nào cũng có trị liệu, một là BHA, một là Tretinoin. Chúng ta có thể là dùng cách ngày với nhau đó, tức là đang từ 5 ngày một tuần là sử dụng treatment, thì bây giờ mình tăng lên là 7 ngày và mình dùng là cách ngày xen kẽ, không có ngày nào trong tuần là nghỉ cả chẳng hạn. Như thế mình tăng dần lên như thế, và đến khi mà mình quen với cái chế độ là ngày nào cũng bôi như vậy, thì mình sẽ đến một cái chế độ là mình có thể là bôi 2 lần một ngày treatment là BHA vào buổi sáng và Tretinoin vào buổi tối. Đối với cả những cái nồng độ mà BHA nồng độ thấp và Tretinoin mà các bạn đã bôi quen rồi, các bạn không bị kích ứng nữa, tức là mình sẽ tăng từ từ tăng dần, và đến một cái ngưỡng tối đa là mình có thể là bôi BHA buổi sáng và Tretinoin buổi tối. Tuy nhiên là nếu như các bạn bôi hàng ngày BHA thì các bạn hãy lựa chọn những cái BHA mà có nồng độ thấp thôi, khoảng 1% hoặc là dưới 2%, và chúng ta hãy lựa chọn những cái BHA mà là không cồn nhá,
thì chúng ta mới có thể dùng hàng ngày được. Nếu không là nó sẽ rất là kích ứng và mình không dùng được lâu dài đâu. Thì đó là những bạn nào mà có nền da khỏe nhá. Nếu như các bạn thấy video hay thì hãy tặng cho bác sĩ Ngọc một like video để chúng ta sẽ cùng tiếp tục đối với cả những bạn nào mà có làn da nhạy cảm. Thì những bạn nào mà có nền da yếu và nhạy cảm có thể là do các bạn bản thân da các bạn từ trước là rất là dễ nhạy cảm rồi, hoặc là các bạn đã từng bị tổn thương bởi những cái thủ thuật sai cách, bởi những cái loại mà kem lột, kem trộn, rượu thuốc vân vân lạm dụng, thì nền da chúng ta lúc này nó rất là nhạy cảm và rất là dễ bị kích ứng. Thì khác với cả những bạn nào mà có nền da khỏe, ban đầu các bạn có thể là sử dụng cùng một cái đợt, cùng một thời điểm cả BHA và cả Tretinoin luôn. Thì những bạn nào mà có làn da nhạy cảm ấy, các bạn sẽ sử dụng từng đợt một, từng sản phẩm một, làm quen với sản phẩm này, quen hẳn rồi thì mới thêm dần sản phẩm kia vào. Tức là ví dụ các bạn có thể là bắt đầu mua cả hai sản phẩm là Tretinoin và BHA về nhà, nhưng mình sẽ không cùng dùng cùng một thời điểm mà mình sẽ để là mình quen hẳn với cả sản phẩm. Ví dụ như là BHA mình dùng quen hẳn đi, không còn rát đỏ kích ứng châm chích gì cả, quen hẳn rồi, thì lúc này mình mới thêm dần dần vào một chút một trong tuần ấy, 1 đến 2 ngày Tretinoin mình thêm vào. Có thể là mình sẽ phải mất 1 đến 2 tháng làm quen với cả một cái sản phẩm trước, sau đó thì mình mới thêm dần cái sản phẩm kia vào, chứ không phải là cùng bôi vào một thời điểm ban đầu như là đối với cả các bạn da khỏe. Và lúc này lựa chọn cái nồng độ ấy, thì BHA các bạn hãy lựa chọn cái nồng độ là dưới 2% và không có cồn nhé. Với các bạn da khỏe thì có thể có cồn hoặc không cồn, nhưng mà những bạn nào da yếu nhạy cảm ấy thì các bạn hãy lựa chọn là không cồn và dưới 2%. Còn đối với cả Tretinoin thì các bạn có thể bắt đầu với cái nồng độ thấp hơn, đó là 0.025%. Tuy nhiên là nếu như những bạn nào mà da nó khá là nhạy cảm ấy, thì kể cả cái nồng độ 0.025% cũng có thể là khiến các bạn khó đáp ứng ấy. Tùy nhé, có bạn thấy bôi được nhưng cũng có bạn là sẽ khó đáp ứng, thì các bạn sẽ chuyển qua cái dạng retinoid khác. Ví dụ như là các bạn có thể dùng chuyển đổi từ Tretinoin, các bạn chuyển sang là dùng cái retinoid, thì có thể là bắt đầu từ cái nồng độ là 0.5% retinoid đối với cả những bạn nào mà da nhạy cảm. Và sau khi chúng ta làm quen với cả một sản phẩm trước, bôi hẳn 1-2 tháng nó quen hẳn rồi, thì mình mới thêm từ từ cái sản phẩm sau vào. Có thể là Tretinoin mình bôi trước, BHA mình bôi sau, hoặc là BHA mình bôi trước, Tretinoin mình bôi sau. Đó, thì mình sẽ quen hẳn một sản phẩm rồi mình mới thêm cái kia vào. Và đến cái giai đoạn mà các bạn có thể là bôi cùng lúc hai sản phẩm trong một cái routine trong tuần ấy, thì chúng ta sẽ không bôi cùng nó trong ngày nhá. Ví dụ như là các bạn da khỏe có thể là sáng BHA và tối Tretinoin chẳng hạn, thì những bạn nào da rất là yếu và nhạy cảm ấy, thì đến lúc mà chúng ta có thể bôi cùng đợt hai sản phẩm với nhau, thì hãy là hôm nay bôi sản phẩm này thì mai ra bôi sản phẩm kia. Ví dụ như là thứ hai, thứ tư, thứ sáu là bôi BHA chẳng hạn, thì thứ 3, 5, 7 là bôi Tretinoin chẳng hạn. Chẳng hạn như thế, tức là mình xen kẽ nhau, mình đừng cố để dồn vào một ngày, nó sẽ rất là dễ kích ứng. Còn những bạn nào mà đã quen hẳn rồi ấy, thì là mình nghĩ đến cái chuyện là chúng ta bôi cùng một ngày, buổi sáng BHA và buổi tối Tretinoin, hoặc là Tretinoin mà không đáp ứng được thì các bạn có thể là chuyển qua cái dạng retinoid. Nhìn chung là nghe đến công dụng của Tretinoin, của retinoid, của BHA thì ai cũng sẽ rất là thích đúng không, ai cũng sẽ rất là ham. Nhưng mà dục tốc thì bất đạt, và chúng ta cứ để ra làm quen từ từ thôi. Còn nếu như mà những cái loại đều là treatment mạnh ấy, mà chúng ta cứ dùng mà cố đấm ăn xôi ấy, thì nó sẽ gây ra rất là nhiều cái tác hại trên da, và mình đi phục hồi lại cái tác hại đó, cái tác dụng phụ đó, thì nó cũng rất là mệt. Vậy nên là hy vọng qua video ngày hôm nay thì các bạn đã có thêm nhiều cái hiểu biết về việc sử dụng những cái treatment mạnh như vậy. Và chúng ta sẽ chia sẻ video này nếu như mà thấy nó hữu ích với mọi người, và hãy tặng bác sĩ Ngọc một like video này và ấn thêm đăng ký kênh YouTube bác sĩ Ngọc nhé. Có quả chuông bên cạnh đấy, các bạn bấm thêm vào để hàng ngày chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.